có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì 7 người đó đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với các ông thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Chào anh chị em, trong những ngày vừa qua chúng ta thấy Chúa Giêsu bị truy đến cùng, và ngày hôm nay họ tiếp tục truy Chúa Giêsu một cách quyết liệt hơn về giáo lý của Ngài, đó là về việc kẻ chết sống lại. Và họ đã đưa Chúa Giêsu đến một cái viễn cảnh một người phụ nữ theo luật Do Thái, khi chồng chết mà chưa có con thì phải có con cho chồng nhờ vào máu huyết của chồng, tức là người anh hoặc là em trai của chồng. Nhưng cuối cùng cả 7 người đã đi qua đời người phụ nữ đó, và 7 người đều chết, rồi người phụ nữ cũng chết. Vậy thì cái ngày sống lại họ sẽ giải quyết làm sao? Khi bà này đã từng làm vợ của cả 7 ông, vậy cuối cùng thật sự ai mới là chồng chính thức của bà này? Đó là một tình huống họ giả tưởng ra. Họ giả tưởng ra căn cứ trên những thực tế của luật. Nhưng đó không phải là câu chuyện thật. Và cái điều thứ hai mới là điều quan trọng. Họ muốn dùng cái này để tiếp tục đánh bẫy Chúa, để làm cho mọi người tin lời họ rằng Chúa Giêsu không có chân lý, Chúa Giêsu không đáng tin. Vì vậy những gì Chúa Giêsu lên án họ thì là sai trái. Chúng ta đang thấy những gì mà họ đang muốn làm với cha Nam Cha Thục và Nghệ An cũng vậy. Họ đang muốn chứng minh cho những người không thường xuyên tiếp nhận thông tin một cách chủ động của Internet, mà chỉ lệ thuộc người ta cho coi cái gì, nghe cái gì qua TV, qua radio hoặc trên báo thì biết mà thôi. Họ muốn gửi thông điệp đến những cái người thụ động đó rằng cuối cùng cha Nam Cha Thục cũng sai. Và cũng sai như vậy thì những gì Ngài nói bảo vệ dân cũng sai. Đó là cái bẫy, đó là cái bẫy. Chúa Giêsu giải quyết cái bẫy đó rất đơn giản, bởi vì Ngài mở trí cho họ để thấy rằng cách đặt vấn đề của họ sai. Bởi vì khi người ta từ cõi chết sống lại thì cái chuyện lấy vợ gả chồng không còn là vấn đề, mà là vấn đề con người ta sống với Thiên Chúa hạnh phúc. Và Thiên Chúa là Thiên Chúa của người sống, tức là Thiên Chúa của Abraham. Sau khi Abraham chết thì Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa đó, là Thiên Chúa của Isaac. Và sau khi Isaac chết thì vẫn là một Thiên Chúa đó, là Thiên Chúa của Jacob. Thiên Chúa Ngài là Thiên Chúa hằng sống và là Thiên Chúa của những người sống, chứ không phải của những người chết. Do vậy Abraham dù có chết, Isaac dù có chết, Jacob dù có chết, Mô-xê dù có chết, David dù có chết, và ông bà tổ tiên của chúng ta dù có chết, và mãi sau này chúng ta và con cháu chúng ta dù có chết,
mà tin vào Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng làm cho chúng ta sống lại. Bởi vì Ngài hằng sống, những ai đón nhận Ngài là Chúa thì hằng sống. Do đó Chúa Giêsu bảo sự thật là Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải kẻ chết. Những gì mà các cha ở Nghệ An đã đồng hành với người dân đau khổ để khiếu kiện Phật Mô Sa, để đòi một cái sự công bằng tối thiểu cho mình. Cụ thể là dân nghèo ở Nghệ An bị ảnh hưởng bởi thảm họa rất nhiều, nhưng họ không được đền bù một chút nào, bởi vì họ không nằm trong danh sách 4 tỉnh đó. Và cái sự lên tiếng đó đã được nhiều tổ chức quốc tế công nhận, không chỉ công nhận như là một biểu quyết chính trị, mà công nhận với những chứng cứ khoa học mà họ đang có. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Cái bẫy giăng ra dù có dày đặc như màng nhện, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị phá tung. Bẫy sẽ bị gãy, không thể tồn tại được. Chúng ta hãy tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, tin vào cái cách mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Amen.